idea. Mỡ nhiều ấy. Ồ, cái này còn mà mơ, thịt khô còn mơ nữa nè. Ừ. Cái này mơ nhưng nó không ngấy. À, nhưng mà chưa này. Có sao Những thành phần cần có để làm bánh chưng nhá. Đấy, gạo nếp. Gạo nếp này. Một lần một con luôn này. Một nửa một bát con này. con Gạo nếp này là vo thì rửa đi rồi. Vo đi rửa không thì để nó ráo nước một tí. Không phải lấy gạo thẳng là về làm nữa, phải vo đi rồi. Vo rửa để ráo nước. Như là gạo nếp. Cái bàn nếu mà chưa nhúc nó giúp. ăn bàn tôi thấy nó lấy Này. cái mâm to mình thật cái chậu cái gì bây giờ có bàn Nhất là gạo, hai là lá dong, đây là lá dong. có anh đưa xin đưa cà phê Ừ. Đốt cái lo cái đi để tí nữa lau bàn thờ đó, đốt do cái trước đi. À, những cái đốt do trước là dong. Nó cắt ra này. Ra này mới gấp được. Là lòng. Thứ nhất là nếp, thứ hai là lòng để gói bánh. Thứ ba là nhân đậu xanh. Đây. Đậu xanh. Nấu cái đậu xanh lên, xong rồi mình giã ra như này, cho muối vào. Muối mới chín mới xào lên mới nghiền Ừ. nó có mình Xào lên xong mới nghiền. Luộc. Sau đó là lấy uống chảo, xào nghiền lên xong này. Lấy muối mình chín xuống cho nó ngọt, nhân nó ngọt. Đấy. Nên đậu xanh. Ba là có thịt ba chỉ, thịt ê, thịt này miếng nào miếng đấy phải to đùng như thế này nó mới vừa một cái bánh. Có mỡ vừa có nạc nha, vừa có mỡ vừa có nạc. Khi mà nấu cái bánh chưng lên mỡ nó ra. Đấy. Và có cả bì nữa, lấy hẳn cả cái bì nữa. Và cái thịt này phải được ướp tiêu với hạt tiêu. mắm Hạt tiêu gì? đây Hả? hạt tiêu nước mắm Hạt tiêu nó mắm. mì chính các cái Ừ. Ừ. Rồi tiếp nữa là cái dây này, dây để buộc cái bánh. Cái này gọi là cây gì nhỉ, không phải là cây cái tre, lạt 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 không phải lạt che đâu che là không phải lạt cây tre đâu nhá, lạt cái gì nhỉ. rưỡi mà rưỡi mày câu không biết À, cái mẹ rượi hay mẹ rầu vầu á. Cái này này nó đốt nó dài lắm này, không phải lấy lạt lạt tre để buộc được đâu nhé. Ừ. Chợ bán đấy, cái lạt này nó buộc nó mới đúng, đúng kiểu nó mới dẻo, không phải là cái tre. Nhất là gạo,
hai là lá dong. Lá dong cắt lá nha. Ba là nhân bánh chưng, nhân đậu xanh. Tư là thịt. Thịt. Năm là cái sợi lạt này. Đây, để làm được một cái bánh chưng này ba, năm phần này. Để buộc cái bánh ấy. Thế nên là ướp thịt thì phải có hạt tiêu rồi, nước mắm rồi. Và cái đậu xanh này lấy muối, mì chính vào, nó ngọt. Và thêm cái kéo để cắt lá. Quay hẳn đúng quy trình là một cái bánh chưng luôn nhé. Tiên long này. Bốn lá liền nhé. Gạo nếp. Nhân đậu xanh một miếng thịt ngắn. Chữ đi bánh cho một được gạo đấy. Quên đi, quên đi. Nhân tiếp. Nhân tiếp. Che miếng thịt đi xong một cái gạo xuống. Che miếng thịt đi. Nhân là miếng thịt là giữa. Đó, lấy gạo tiếp. Mình cái bánh phải hai cái bát. Hai bát gạo. Hai bát gạo tiếp. Hai lớp nhân. Hai bát gạo, hai lớp nhân. Bây giờ là gói vào rồi. Lá hơi bé. Đây là lại đi nấu đó, chờ lên nấu đó. Đun bánh chưng. Nấu bánh chưng phải 8 tiếng ấy. 5 đến 8 tiếng, 5 tiếng lên rồi. Đó. 5 6 tiếng mới lên đun cái bánh chưng. Đấy, là chia sẻ với mọi người về cái thành phần để làm bánh chưng nhé. Nói lại một lần nữa. Đó, gạo nếp rửa sạch. Thứ nhất gạo nếp. Thứ hai là còn lá dong. Cái lá cây dong để gói bánh. Có người thì có thể dùng lá như này gói luôn được, quấn luôn được, nhưng mà theo cái cách của nhà mình thì là đấy, cắt ra như thế. Cắt lá ra như thế và để gói như này. Thứ nhất gạo nếp, thứ hai là dong, thứ ba là cái đậu xanh luộc lên, sau đó là xào lên, nghiền lấy gia vị xuống, muối thì chín xuống,
Thứ tư là cái thịt ba chỉ hoặc thịt khổ, miếng từng miếng này làm nhân bánh. Thứ năm là có cái dây lạt để buộc. Cái này không phải là cây tre để làm nhá, dây này là cây dây riêng buộc mới dẻo. Sau khi làm xong thì là đến đây là lấy đi luộc thôi, luộc 5 đến 6 tiếng là nên rồi, phải lấy trứng rồi. Đấy, chia sẻ với người về cái thành phần là bánh trứng.